các Dano.vn dịch tóm tắt video số 816, mạng xã hội và sự thiếu trách nhiệm của cộng đồng. Hi, this is Charles Hoskinson broadcasting live from warm, sunny Colorado. Always warm, always sunny, sometimes Colorado. Shelly Hawkinson, một trong những người sáng lập hệ thống blockchain Cardano, đã có buổi phát biểu vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, trong đó ông chia sẻ những quan điểm sâu sắc về sự thiếu trách nhiệm đáng sợ của mạng xã hội và ảnh hưởng tiêu cực của nó đến xã hội, cũng như vai trò của cộng tốc cường mã hóa. Bài phát biểu được truyền tải với giọng điệu thẳng thắn, đầy phê phán và kêu gọi mọi người suy ngẫm về cách mà mạng xã hội đang làm suy yếu khả năng tư duy và trách nhiệm cá nhân trong kỷ nguyên kỹ thuật số, meme coin và cạm bẫy của thế giới ảo. Hawkinson bắt đầu bài phát biểu bằng một câu chuyện đơn giản, một hình ảnh ông đăng trên mạng xã hội Twitter trong ngày Halloween đã ngay lập tức trở thành nguồn cảm hứng cho việc tạo ra một đồng meme coin mới. Đối với ông, điều này thể hiện cách cộng đồng mạng thường xuyên biến bất kỳ sự kiện nào thành cơ hội cho đầu cơ và thậm chí là lừa đảo, lợi dụng sự hào hứng và hy vọng làm giàu nhanh chóng của nhiều người. Meme coin là những token mã hóa không có giá trị thực tiễn và chủ yếu dựa vào cơn sốt bơm giá ngắn hạn, hay còn gọi là pump and dump. Theo ông, đây là một chiến lược mà những kẻ tạo ra meme coin nhằm tạo ra cảm giác sôi nổi, thổi phồng giá trị token để nhanh chóng bán tháo khi giá đạt đỉnh, khiến nhà đầu tư mất trắng. Ông chia sẻ thẳng thắn rằng những người tham gia vào meme coin phần lớn là các nhà đầu tư non trẻ, bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham, thường không hiểu rõ bản chất rủi ro của hình thức này. Hawkinson nhấn mạnh rằng meme coin không bao giờ có giá trị thực sự và thường chỉ là công cụ đầu cơ ngắn hạn. Ông so sánh meme coin với những dự án blockchain có nền tảng vững chắc như Cardano, trong đó có tích hợp các hợp đồng thông minh và cơ chế quản trị cộng đồng on-chain governance. Ông giải thích rằng, trái ngược với meme coin, các dự án như Cardano có một hệ sinh thái rộng lớn với hơn 1,4 triệu người dùng, có tiềm năng trở thành nền tảng để xây dựng các ứng dụng xã hội và tài chính thực sự. Thực trạng của thị trường giá xuống và sự nhàm chán của nhà đầu tư. Hawkinson lý giải nguyên nhân khiến meme coin bùng nổ là do hiện tượng thị trường giá xuống kéo dài trong suốt 3 năm, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng nhàm chán và không có lựa chọn hấp dẫn. Trong thời kỳ thị trường giảm sâu này, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến meme coin như một hình thức giải trí, hoặc thậm chí là một cơ hội để đổi đời nhanh chóng. Ông nhận định rằng hầu hết những người tham gia meme coin không nhìn nhận đúng đắn về giá trị thực tiễn của tiền mã hóa, mà chỉ xem đó như một hình thức cờ bạc với hy vọng làm giàu. Hawkinson cho rằng sự gia tăng của meme coin chỉ là phản ánh sự khủng hoảng và bế tắc trong suy nghĩ và thái độ của một bộ phận lớn trong cộng tốc cường mã hóa khi họ không thể đi sâu vào nghiên cứu và đánh giá giá trị thực sự của các dự án blockchain, mạng xã hội và sự thiếu trách nhiệm của cộng đồng. Bên cạnh việc phê phán meme coin, Hawkinson cũng chỉ trích nặng nề sự thiếu trách nhiệm và xu hướng công kích vô căn cứ trên mạng xã hội. Ông cho rằng mạng xã hội đã trở thành nơi mà mọi người thoải mái chỉ trích, xúc phạm mà không phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Ông gọi đó là sự thiếu trách nhiệm đáng sợ, khi mọi người có thể dễ dàng công kích cá nhân khác, nhưng khi nhận được phản ứng trái chiều, họ lại tự coi mình là nạn nhân. Hawkinson kể rằng ông thường xuyên phải đối mặt với những bình luận công kích từ những người xa lạ trên mạng xã hội, từ việc chỉ trích ngoại hình cho đến những lời lăng mạ về tính cách và danh dự của ông. Với ông, đây là biểu hiện rõ ràng của một xã hội ngày càng trở nên độc hại, nơi mà mọi người cảm thấy được trao quyền tự do không giới hạn trong việc công kích người khác, nhưng lại không sẵn sàng chịu trách nhiệm. Ông kêu gọi mọi người, đặc biệt là các nhà đầu tư trong ngành tiền mã hóa, cần phải có trách nhiệm với hành động của mình và không nên đổ lỗi cho người khác khi thua lỗ trong các khoản đầu tư mang tính chất đầu cơ. Vai trò của tiền mã hóa và giá trị cốt lõi của sự tự do tài chính. Hawkinson đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tiền mã hóa trong việc trao quyền tự chủ tài chính cho cá nhân, một trong những giá trị cốt lõi mà ngành công nghiệp này đề cao. Ông cho rằng tiền mã hóa đã mở ra một hướng đi mới, cho phép mọi người kiểm soát tài chính của mình mà không cần sự can thiệp của các bên trung gian.
Tuy nhiên, ông lo ngại rằng cộng tốc cường mã hóa đang dần xa rời giá trị này và bị cuốn vào cơn lốc của văn hóa meme và đầu cơ ngắn hạn. Đối với ông, việc tự do tài chính không chỉ dừng lại ở việc nắm giữ tiền mã hóa, mà còn bao gồm cả quyền tự kiểm soát thông tin, chế độ ăn uống, sức khỏe và đào tạo. Ông khuyến khích mọi người nên dành thời gian suy ngẫm và phát triển một nền tảng tự chủ, thay vì bị dẫn dắt bởi các trào lưu nhất thời và những cám dỗ ngắn hạn mà mạng xã hội và thị trường tiền mã hóa đem lại. Hawkinson cảnh báo rằng nếu cộng đồng không thể hiểu rõ và giữ gìn giá trị này, quyền tự do tài chính sẽ dần bị các tổ chức lớn chiếm đoạt và kiểm soát. Một lời cảnh tỉnh và kêu gọi suy ngẫm. Kết thúc bài phát biểu, Hawkinson kêu gọi mọi người hãy dành thời gian suy ngẫm về vai trò của mạng xã hội và trách nhiệm cá nhân. Ông cho rằng mạng xã hội không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng suy giảm trách nhiệm xã hội, mà chỉ là phản ánh của những hành vi tiêu cực của con người. Hawkinson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành trách nhiệm cá nhân, không chỉ trong đầu tư mà còn trong các mối quan hệ xã hội và đời sống hàng ngày. Ông khuyến khích mọi người dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để tĩnh lặng, không phụ thuộc vào công nghệ, nhằm nuôi dưỡng khả năng tự nhận thức và xây dựng nền tảng cho sự phát triển cá nhân. Theo Hawkinson, việc rèn luyện thói quen này không chỉ giúp cá nhân phát triển tư duy, mà còn giúp xây dựng một cộng đồng có trách nhiệm và biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Đây cũng là điều mà ông coi là cốt lõi của tinh thần crypto user thực thụ, một người không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn thực sự hiểu và tôn trọng giá trị của tự do tài chính. Qua bài phát biểu này, Hawkinson đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của trách nhiệm cá nhân, không chỉ trong đầu tư tiền mã hóa mà còn trong các hành vi và mối quan hệ trên mạng xã hội. Ông đã đưa ra một lời cảnh tỉnh rằng xã hội cần phải thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực của mạng xã hội và các giá trị bề nổi, thay vào đó là xây dựng một cộng đồng biết suy ngẫm và có trách nhiệm với hành động của mình. Bài dịch tóm tắt video được thực hiện bởi Cardano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.